Mình mới vừa trang trí ra xong nha mọi người. Đây là có ba cái dĩa và đây là phi tiêu, mỗi người sẽ được hai cây nha mọi người. Ra cầm cái cây này phóng nha mọi người. Đây dưới cây là có gạch mứt nha mọi người. Đó. Đây mình sẽ phóng vô cái bảng này mọi người. Không bao giờ sao. Ha. Tới mình chỉ cần 7 điểm thôi. 7 điểm. Còn gì nữa đâu chơi? Phải chơi nữa đi. Sĩ Nhật 7 điểm. 7 điểm, 7 điểm. Tới nghĩa tiếp theo mọi người. 13. Rồi cháu vậy. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh mọi người. Kênh của mình nha mọi người. Hôm nay mình mới kiếm được một mớ chân gà nè mọi người. Đây bạn Nghĩa và bạn Giang thì đang rửa sạch đây. Nay mình sẽ làm món là chân gà rút xương chiên giòn nha mọi người. Và mình sẽ chơi trò chơi là ai may mắn thì sẽ được ăn. Bây giờ mình đang bắt đầu chiên cho nó giòn nha mọi người. Đây là món chân gà chiên giòn nha mọi người. Và chơi trò chơi xem ai may mắn thì được ăn mọi người. Sau thời gian mình mới chiên giòn nha mọi người. Giờ mình sẽ đổ nước mắm tỏi ớt vô và sốc lại. Đây mình làm món chân gà chiên giòn nha mọi người. Rồi sau thời gian thì mình cũng mới vừa xong nha mọi người. Đây quá hấp dẫn luôn. Đây nay mình sẽ chơi trò chơi ai may mắn hơn thì sẽ được ăn nha mọi người. Còn ai thì xui quá có thể có nhịn luôn. Đây nay mình sẽ chơi cái phóng phi tiêu nha mọi người. Đây mình mới có đặt cái phi tiêu trên mạng gửi về đây. Rồi mình sẽ bắt đầu lấy ra xem nó thế nào nha mọi người. Rồi đây mọi người cái phóng phi tiêu quá đẹp luôn. Rồi mình mới vừa trang trí ra xong nha mọi người. Đây là có ba cái dĩa và đây là phi tiêu, mỗi người sẽ được hai cây nha mọi người. Ra cầm cái cây này phóng nha mọi người. Đây dưới cây là có gạch mứt nha mọi người. Đó. Đây mình sẽ phóng vô cái bảng này mọi người. Đây có điểm đó. Đó đây ví dụ rất nhiều điểm nha mọi người. Ba người mỗi người có hai cây phi tiêu nha mọi người. Ai phóng điểm cao hơn thì sẽ được lấy hai chân gà. Bỏ vô dĩa để dành, cuối video mình sẽ ăn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi lượt đầu tiên nha mọi người. Sẽ bắt đầu chơi lượt đầu tiên nha mọi người. Đây có trọng tài giám sát. Vô. Cầu vô. 10 điểm. Không. Được 10 điểm. Đây camera lượt đầu tiên được 10 điểm nha mọi người. Đây bạn Nghĩa bắt đầu phóng nha mọi người. Rồi. Không. Vậy. Mấy điểm? 4 điểm hả? Trời ơi, bạn Nghĩa được có 4 điểm mọi người, thu camera nữa. Giờ sẽ tới lượt mình nha mọi người. Rồi, thấy 8 điểm là thấy xong rồi. Thấy ăn rồi đó. Quá ghê. Ra. Quá ghê mọi người ơi. Tổng cộng 18 cộng 1 là 19. Đó. Thấy mình ghê mọi người. Trời ơi. Tiếp theo. Mình thắng thì mình sẽ được 2 chân gà nha mọi người. Đó. Mình bóc mình bỏ vô dĩa, mình để dành lát mình ăn. Đó, quá hấp dẫn rồi mọi người ơi. Giờ mình sẽ chơi vòng tiếp theo nha mọi người. Quá ghê. Tới lượt bạn Nghĩa phóng trước nha mọi người. Giờ lượt tiếp theo nha các bạn. Hy vọng là sẽ điểm cao. Mê đi, khó ăn lắm. Trời ơi. 13 điểm rồi, chết bà rồi. Chết. Có 13 điểm rồi bà. 13 điểm. Trời ơi. Tiếp theo tới mình nha mọi người. 4 điểm hả? Trời ơi, 4 với 5 có 9 điểm. Trời ơi. Trời ơi. Rồi luôn rồi. Thấy mình rồi. Thấy mọi người. Thấy có hy vọng rồi các bạn ơi. Rồi luôn xong rồi, xong rồi. 6 điểm. Cao lại nhỏ kim luôn. Mọi người chỉ thắng là bạn Nghĩa thôi, bạn Nghĩa sẽ được 2 giò gà. Thôi ơi, hiểu rồi he. 1. 2 cái.
Tiếp theo cho camera cho trước luôn. Quay lại bạn này cố gắng mới được mọi người ơi. Rồi luôn thấy xong nữa rồi. 6 điểm. 6 điểm đó. 6 điểm đó. Đừng có hy vọng 6 điểm nha. À, mới đây nè. Tôi tin dập tắt hy vọng à. Tới lượt mình nha mọi người. Trời ơi. 17 điểm rồi, thấy xong rồi. Thấy 6 điểm, thấy xong rồi. 17 điểm. 17 điểm nha mọi người. Chết đi rồi. Sao mình cuối mình áp lực chứ vậy? Bây giờ tới mình nha. Hy vọng mình sẽ được hơn không? Trời ơi, thấy xong rồi, thấy xong rồi. Thấy là tới như vậy. Trời ơi, cây 17 rồi mà không chín. Chung cuộc mình được 2 giờ nữa nha mọi người. Đây. Wow. Oh, oh. Có giá lại mất 2 giờ. Trời ơi, mình ngựa ngựa mất 2 giờ luôn rồi. Cây dữ ta. Tất nghĩa cầm ra trước đi. Mày quyết tâm. Thôi, giờ mất giờ luôn mọi người ơi. Quyết tâm, quyết tâm. Rồi luôn thấy xong rồi. Biết rồi ha, hiểu rồi ha. Ba đi. Nghĩa đây, tới nghĩa đây. Mà quay cái vòng ngược lại gì đi. Chơi vậy vô 3 điểm, 6 điểm hay gì. Cao ra vô tấu hại cái gì. Đây tới mình nha. Rồi rồi. Vãi hẹt xui dữ vậy. Trời ơi. Không nè. Thôi cái nào 6 điểm vô mà. Không lẽ tới. Không lẽ tới mình thả thả cho camera cái sao nó không dính. Này nè, với mày dập tắt hy vọng nè. Nè hy vọng. Rồi 16 điểm. 3 điểm à. Ờ. 3 điểm đủ ăn rồi. 3 điểm. Máy của ta cũng 3 điểm chứ bộ. Phóng lại, phóng một cây quyết định. Lấy camera 6 điểm à. Mấy điểm? 6. 6 hay 3? 6. Rồi. Nhớ 3 mà. 6. 6. 6 hả? Lụm hai kia cái liền. Camera được ăn hả trời. 6 điểm con ăn hả trời, đen chứ vậy. Vậy 6 điểm bạn ơi. 6 điểm đúng rồi. Nhiều khi 6 điểm nó cũng đừng khi dễ nha. Tới nghĩa chứ đây. Tới nghĩa chứ. Bây giờ hai con hỉ đi. Bây giờ mình sẽ nắm trước. 1 điểm. 1 điểm. 5 điểm. 1 điểm. Ở ngoài không tính. Ủa 18 điểm mà. Ủa. 1 điểm. 1 điểm. Bây giờ tới mình. Đợi có 2 cái cũng được rồi. Trời ơi, mà dính đi, mà dính đi. Không nhỏ hả? À? Nhỏ nhỏ. Không nhỏ. Tới mình nha mọi người. Thấp đó, tôi thấp đó. Số điểm cao nhất luôn bạn ơi. Sao không nổi. Rồi đúng rồi. Là chỉ còn 20 thôi. Trời ơi. Cao gan nữa hết trời. Trời ơi, lên tay rồi bạn ơi, nãy giống nghề. Cài với ra. Thôi giờ tới mình trước luôn. Đâu rồi, có ta hết cây nữa. Cay quá rồi. Nãy giờ camera chống nghề các bạn ơi. Mình trước cái nha mọi người. Còn 7 điểm. 7 điểm mọi người. Cay. Đứng ra gần tao khóc luôn nè. Thầy tới mình. Không lấy xu nữa sao? Ở chỗ này kê cao. 10 điểm. 10 điểm. Rồi luôn thấy mình xong rồi. Để luôn cho hơn. Không lẽ bạn Giang ăn nữa hết à? Còn 13 điểm. Trời ơi. Đây là người chiến thắng. Bởi nó giấu nghề mà không nữa hả? Không lẽ. Một cái. Không lẽ hai thằng trai thua thằng đàn ông hả trời? Ủa, hai thằng trai thua người phụ nữ hả trời? Cho camera lượt nữa luôn, trước luôn. Hai thằng trai thua đàn ông. Mày chiến thắng rồi đó hả? 4 điểm. 18. 22 điểm luôn rồi, sao cho lại. 22 điểm rồi. Sao cho lại. Không nhỏ mà. Không, thấp đó. Trời ơi trời. Tôi thấp đó. Tới mình luôn mọi người. Hai cái dằn dĩa ở chứ không gì nữa đó. 20 điểm. Gán vô cái nữa đi tính. Hai điểm cho lên là lụm. 21. Trời ơi. Vô nghĩa, vô nghĩa. Trời. Trời ơi. Trời. Điểm cao như vậy. Dạ, thấy hiu rồi, không có cái nào phóng đại luôn đây. Rồi xong rồi. Rồi chiến thắng tiếp tục lắm anh. Rồi chào. Tới nghĩa vòng tiếp theo luôn nghĩa ơi. Hai cây.
tiếp tục luôn. Rồi thấy heo nữa rồi. Vô con. Gì vậy? Cùi vậy? Tới mình tiếp theo mọi người. Không lẽ mình thu hoài trời. Có hai cái gần vậy á. Bốn đẹp. Bốn điểm trời. Để đó đi, để đó đi. Thôi định trà đạp thôi. Ba điểm. Ông ngoài không tính. Bốn điểm vô địch. Bốn điểm vô địch. Quá ghê, quá không ghê. Quá ghê. Đâu luôn nghĩa. Thôi cái này không ngựa ngựa đi phe. Mệt quá trời. Đó, mấy vậy? Bốn. Bốn. Trắng, bốn. Cái nữa, cái nữa. Cái 20 đi, 24 điểm. 20. Ủa? 24. Ừ. Đúng rồi. Rồi, thôi, hiểu rồi ha. 24 điểm. Tức mình nha. Để cây đó làm gì vậy Nghĩa? Để chơi, chơi nhục. Rồi, luôn thấy xong rồi. Thấy âm khí nặng này không? 15 điểm. Cũng đỡ nhục. Vậy là 15 á hả? Ừ. Tiếp theo tới mình nha mọi người. Ai già kiên gắng đầu á. Chính. Vô cái 20 đó lụm tiền nè. 18. 18 bên đỏ, 9 với 18 là nhau. Thôi luôn rồi. Là 27. Trời ơi. Vậy không được nữa. Là được đó hả? Là mình vô lịch tiếp nha mọi người. Trời ơi. Thôi bạn Nghĩa, tưởng em mấy gì, tưởng ăn hả? Đó, hai cái nha mọi người. Chị Nghĩa nãy phóng dữ lắm á. Cho Nghĩa tiếp luôn. Mà mấy vậy mà ăn cũng nổi. Rồi luôn, thấy xong rồi. Để đó coi. Một điểm. Dạ. Một điểm luôn nè. Vô vô. 15. Rồi lên tay rồi. 15 với 4 là nhiêu? 19. Ồ lên tay kìa. Để mình nha mọi người. Tiểu lý phi đao. Coi gì nè. 14. Đó, 14 với 10 là nhiêu? 24. Là dương lịch nữa hả? Ừ. Thời tới theo như xu hướng của TikTok. Đây mọi người. Cay gì cay không biết nữa. Hai cái vô kìa. Ừ có hai cái à. Nhẹ, nhẹ đen dữ vậy. Đổi đây, đổi lượt đi. Giờ tôi trước luôn. Mình trước nha mọi người. Tiểu lý phi đao. Không tính đâu. Tiểu lý phi đao. 5 điểm. Vô nghĩa. Chơi hai cái lượt luôn mà. Mình xui đi giờ, mình xui giờ không còn gì để nhất điểm xong tiêu. 14 điểm. 14 điểm. Để lo bắt trước rồi, bắt trước rồi. Thôi bắt trước được rồi. Dưới đây, bắt trước. Trời ơi, gớt. Trời ơi, không 19 điểm rồi. Chúng đỡ rồi, chết đây. Không tính luôn, vòng này bạn Nghĩa vô lịch nha mọi người. Trời ơi. Vòng tiếp theo cho camera trước luôn. Đổi cây, không chơi màu vàng nữa, chơi màu đỏ. Giờ tới mình phóng nha mọi người. Đây. Không điểm. Cao ra không điểm. Tiếp theo giờ tới mình nha mọi người. Bài đặt đổi. Mình chơi nhất tiễn xong đi luôn cho nhiều mọi người. Ê cái chân xuống qua mất kìa. Ăn ghen quá. 13 điểm. Thấy rồi, 13 điểm. Phát 1. 13 điểm nha mọi người. Cái vòng này mình vô là tiếp nha mọi người. Không thể tin được. Hai chân. Tiếp theo. Vòng tiếp theo cao ra trước đi. Trước hoài vậy. Thôi vậy, đi. Tôi trước đúng không? Thôi giờ mình chơi nhất điểm xong điêu cho lẹ mọi người. Nổi. Ôi ghê vậy. Rồi. 19 với 14 là coi như vô lịch rồi. Còn gì nữa đâu. 33 điểm. Còn gì nữa đâu. Để làm kẹo. Vô nghĩa. Trời ơi trời. Rồi tôi thấy coi gì xong rồi. 33 điểm mình không có sức ném luôn. Để phóng vậy thử thôi nó vô được cái gì. Vô với thằng nhỏ. 3 điểm. 3 điểm. 3 điểm. Vòng này mình lại vô tập tiếp nha mọi người. Đó hồi hộp luôn. Trời ơi sao cái dĩa giò gà của mình nhiều dữ vậy. Sao dĩa giò gà của mình nhiều dữ vậy. Cái chó đỡ liền. Thì không có cái nào chết luôn. Đây tiếp theo nha mọi người.
rồi. 18 với 13 là mọi người biết cái kết nó sao rồi phải không? Chiếc tỷ xong đeo. Không được rồi. Đâu nghĩa? Ba mấy điểm nữa rồi. 20-20 liền nghĩa. Sao được? Cái gì vậy cha? Không để rồi. Giờ này mình vô lịch tiếp mọi người ơi. Hai chân. Rồi cái dễ giò gà mình nãy giờ nó nhiều. Đổ hôi luôn. Đây tới mình tiếp nha mọi người. Nhất điển xong đeo. Xong đeo hoài luôn nè. 15 với 5 là 20 mọi người ơi. Quá ghê, quá ghê. Không lẽ nhẹ vô. Thua nữa. Vô nhé. Trời ơi, con dữ lắm, có 5 điểm. 4 với 1, 5 nha mọi người. Thế ghê lắm. 15. 15 rồi. Yeah. Rồi, 30. 35. 35. Quá dữ. Giờ mày camera vô lịch nha mọi người. Hai cái nữa. Không rồi, hai cái màu đỏ, hai cái màu vàng. Tiếp theo tới mình nha mọi người. Tranh thủ rồi, nắng quá rồi. Nhất điểm xong đeo. Ôi ghê vậy. 23 điểm. Rồi giờ này nghỉ vô lịch rồi. Thôi thôi. Vô mấy được. Nghe bắt kìa. Rồi thôi rồi. Rồi. Đường đau. Một điểm. Một điểm nữa vừa. Sỉ nhục, cái nghĩa dòng này nghĩa vô lịch nha mọi người. Tiếp theo, mình tiếp theo. Đây mình chơi phóng kiểu khác nữa rồi nó vô. Người ơi. Tới mình nha. Trời ơi. Mẹ mày nó chơi một điểm sỉ nhục mình đó. 6 điểm lụm luôn rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Không công kim. Thôi mình tiếp theo nha mọi người. Gặp tiếp theo tranh thủ. Nhổ 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 lẹ. Tranh thủ thời gian có hạn. Tiếp theo nha mọi người. Vô. Còn gì nữa đâu. 13 điểm hả? Đen 13 điểm. Trời ơi, phải xích vô nữa là ngon rồi. 6 điểm. Không, chẳng không? 6 điểm. Tiếp theo. Phần này mình sẽ ăn nữa thôi mọi người ơi. 17 rồi, thôi còn gì phóng gì nữa. Trời ơi, 37 điểm luôn. 37 điểm, kỷ lục. Đỉnh gì trời. Tiếp theo nghĩa, vô vòng tiếp theo tranh thủ nghe. Đây, chơi 2 cây luôn đi bạn ơi, để tranh thủ thời gian. 6 điểm. Đây mình tiếp theo nha mọi người. Tranh thủ thời gian. Hi. Sao vậy? 6 điểm. Hi cái gót cây luôn hả? Điểm đi. Điểm rồi. Hả? 6 điểm. 6 chạy hả? 13 điểm rồi, vô lịch nữa rồi. Còn gì nữa đâu. Còn gì nữa đâu. Tiếp theo nghĩa ơi, vòng tiếp theo nghĩa ơi. Rồi vậy ăn sao hết? 19 với 11. 19 với 11 là nhau. 30. 30 hả? Ừ. Rồi luôn như này nghĩa vô là tời. 30 chẳng nha. Tới mình nha mọi người. 19 với 12. 31. 31. Nghỉ luôn. Nghỉ không chơi. 31. Nghỉ luôn. 31. Còn gì nữa đâu. Không thể tin được. Gai dữ lắm. Trời ơi trời. Tiếp theo. Chờ trước luôn. Đen quá chờ trước luôn. 15. Không được chạy mỏi. Mình không? Nhất điểm xong đeo. 1 điểm. Rồi, ngon. 20 ỉa luôn. 4 điểm. Giờ này nghỉ du lịch nha mọi người. Tiếp theo. Vô. 2 cái 1 điểm luôn. Là được 2 điểm đó. Cái gì mà chịu nổi cái này. 1 điểm. 2 điểm. Rồi 15 luôn rồi. Trời ơi. 15 với 8 là
Nhiêu? 23 điểm hả? Tại thi nhập nè. 14 với 8 là 22. Trời ơi. Trai. Trai hiển một. Vậy sao ăn hết? Trời ơi nhiều quá. Tới mình tiếp nha mọi người. Ăn hết chiêu đây nè. Tranh hữu. Hết được nói. Nghe tiếng nghe luôn, em tranh thủ vô. 17, 17. Rồi luôn, rồi luôn, còn gì nữa. 34 điểm. 20 với 10, 30. Cũng không ăn nổi đâu. Giờ này nghỉ cho lịch cho mọi người. Tiếp theo, tranh thủ vô. Sắp hết rồi mọi người ơi. Còn mấy cái nữa hết rồi. Không cũng mệt lắm rồi. Chồng bằng đó. 14. 13 với 1, 14 với mọi người. Trời ơi, 7 điểm à. 7 điểm. Này không tính. Quay quá trời. Cánh gì vậy? Dòng này mình vô lịch. Tiếp theo nghe ơi. Sao mình nhiều dữ vậy ta? Không bao giờ 6 điểm mà ăn được đâu. Đó. Trời ơi. Không cái bao đó. Giờ 6 điểm. Để mình chỉ cần 7 điểm thôi. 7 điểm. Còn gì nữa đâu chơi. Phải chơi nữa đi. Sĩ Nhật 7 điểm. 7 điểm, 7 điểm. Tới nghĩa tiếp theo mọi người. 13. Rồi cháu vậy? Gì trời. Nè, 13. Cái kia ra ngoài rồi, bàn luôn. Cho mình nha mọi người, 2 người 13 hả? Thôi giờ không để tôi phóng chỉ cần một nốt nhẹ thôi nè. 11 hả? Đẩy ra ngoài cái. Ra ngoài. 12. Trời ơi. Rồi sao? 2 người 13 mỗi người được 2 cái luôn. Trời luôn. Quá trời. Mỗi người được 2 cái luôn. Cài dưới ra. Nhẹ trước không? 14. Trời ơi, không dính. Ít mình đi. Bảo 8 tới rồi. 8. Trời ơi, bảo 8 sao. Trời ơi, 28 điểm mình. Trời ơi, 28 điểm tới mình là quá bình thường nè. Rồi xong luôn. Trời ơi, làm sao ăn hết tay cứ như vậy hoài. Trời ơi. Không được. Nghĩa chứ luôn mọi người. Chắc hết rồi. Nên chỉ bạn dịch chiêu mà đi còn chợ mà phóng tiêu nha. Thôi đám ăn 500 luôn. Xong điểm. Nè, có chế chơi hai tay nè. Sao vậy? Sao điểm? Trời ơi, hai tay nè, nhìn mình hai tay nè. Gì trời. Sao vậy? Sao điểm vô lịch tiếp hả? Tới nghĩa tiếp luôn. Trả hết chỗ để rồi nè. Gì dữ. Trời ơi. Bây giờ vàng dữ vậy nè. Dạ. 31. 12. 32, 31. Rồi nghĩa vô lịch nữa rồi. Quá điểm quá lớn. 19 gì? 27 à? Ở 28. Thôi à. 3 mốt vậy cho mình. Quyết tâm. Ờ 3 mốt vậy có đâu nghĩa. Nè. 13. Sao tính? Cái gì? 13. 13. Thôi à. Vô nghĩa. Đây bây giờ mình sẽ chơi trước. Có một lần 2 cây cho lẹ. Ủa lộn gì? Không đẹp. Trời gì đó đâu. Mạnh nha mọi người. 16 điểm. Huy. Không đẹp. Giờ lại 16 điểm đang chùm nha mọi người. Chùm nè. Chùm nè, chùm trường nha. 19 điểm. Không rồi hả? Thôi mấy người ăn đi, tôi dĩa đầy quá. Chùm tiếp theo nha mọi người. Không cho, phóng nghệ chết luôn á. Huy. Wow, 12.
cây 16 để luôn. 28 điểm. Đủ à. 19 cái nữa. 19 với ờ đó. 19 với 8 là nhiêu? 17 đó. 19 với 8 là 27, còn tôi là nhiêu? 26. Bỏ tôi 12 với 16. 28. Đúng không nè, tôi 12 với 16. Còn này đây đi top hả? Còn 19 với 8 là 27, tôi 26 hả? Ủa tôi 28, vậy tôi đang top nha, top để lại. Thấy số phận người nữa rồi. 28 điểm hả? Ừ. Để rồi, còn mấy giờ nó hết rồi? 18. Cái này 18 nữa ngon rồi. Dòng này mình vô đợt cho mời. Tiếp theo, dòng tiếp theo. Ra, 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 ra cho Giang thể hiện. Hãy coi tâm thể hiện đây. Sắp bắt đầu ghen ơi. 4 15 15 mình luôn mọi người. 17 rồi. Và 15 nhỏ đúng không? Ừ. 17 lại. 2 điểm. Rồi. Trong này mình vô tịch tiếp nha mọi người. Trong tiếp theo, ai phóng vô giữa này hết dĩa luôn nha. Ai phóng được vô giữa hết dĩa không? Ai phóng vô tâm là được show hand. Hết này nè. Hết mâm luôn nha. Nghe tâm giữa là hết mâm luôn. Không đẹp. Mất dịch. Tới mình tiếp nha mọi người. Nhổ luôn. Không để lại cái gì chung. Wow, 20. Rồi. Wow, 20 là út chồng rồi. Cầm nhà tâm được. Vô là tiếp. Ngại ngại gì nữa. Ra nè, ra nè, ra nè, ra nè, ra nè. Đâu. 15. À, 26 điểm. Còn 26. Không chơi thôi chứ hết ăn rồi. 4 điểm nhỏ không? Điểm thấp nhỏ mình nha mọi người. Trời ơi có ở đâu nè, nè nè, đó. 4 điểm. Gõ không? Nè nè, nè. Gõ như vậy bao nhiêu? 5 tiếp theo nghe ơi. 5 còn lại luôn nè. Mười bốn điểm mọi người. Cái này lấy cái đầu ra nha. Mười ơi. 18. Bỏ giữ à. Mình viết nữa chứ đâu nè nè. Đó. Một điểm không? Một điểm. Nè. 20. 21. Lắm tiền không? Cái lệ. Không phải là tính được. Tiếp theo. Rồi rồi. Cái gì vậy? 14 với 2 là 16. Mình nha mọi người. 16 điểm ở đâu nè, nhìn nè. 9. 9 nè. 9 với 14 là nhiêu? 23. Còn kia là nhiêu? 16, 23. Vô lịch tiếp. Rồi rồi, nó dễ thôi. Thôi thôi, tới kẹt không kẹt mọi người ơi. Dễ là còn mấy cái nữa hả? 4 điểm. 20, 24. 40 hả? À? Hai cái vàng 40. Chỉ có 40 điểm thôi. Rồi đúng rồi. Vô đi, có 40 điểm thôi. Kỷ lục lần đầu tiên, kỷ lục được 40 điểm. Có ông 24, người ta 40. Rồi bấm hết nha. Giờ tôi đường nào được chơi. Tính đại sản luôn nè. Mẹ đây là người ta gắt rồi. 20. Đường nào mà đấu cái gì? Rồi 40 điểm là đường nào ăn nào. Chùm rồi. Còn 2 vòng nữa. Còn 2 vòng cuối nha mọi người. Trời ơi. Thấy lời chết lớp rồi. 13 điểm. Vô không? Mình nha mọi người. Hít. Wow. Hít 20. Một điểm thôi nhỏ nhục. Nhỏ cho đỡ nhục. 12 điểm. Trời ơi. Nhẽ vô lịch tiếp. Ai vô lịch vậy? Đây. À. Giờ còn một vòng cuối, một vòng duy nhất luôn nha mọi người. Thôi, vậy đây ăn được rồi. Giờ quá ăn hết. Nè nè. Ủa nó mất kêu cây rồi. Ừ, mười vô Nghĩa. Ráng ăn đi Nghĩa ơi. 20. 23. Chết cha. Gì vậy? Còn cây à? Tôi phóng 2 cây mà. Phóng 2 cây rồi hả? Ừ. Nghĩa nhiêu? Thấy Nghĩa nhiêu? 23. 23. 23. Vậy 2 người 23 luôn rồi. Rồi sao? Mỗi người 1 cái.
người con trai. Thôi kết thúc cuộc chơi nha mọi người, giờ mình sẽ xem thành quả của ai nhiều hơn. Đây thành quả của mình được như đây nha mọi người, đó. Ấy dạ, thành quả của bạn Nghĩa sao? Đây, mình có như đây hả? Dạ đây là của mình, có nhiều đây thôi. Thôi mình sẽ bắt đầu vô ăn mọi người. Sau thời gian thì dễ mình được như đây nha mọi người. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Giờ đầu thưởng thức thôi. Mệt quá. Sao? Thơm thơm, cay quá. Chơi dài. Nó thơm nhỉ? Chưa cảm nhận được. Cảm giác như nó dịu dịu. Dài dài giòn giòn ha. Dịu dịu. Thơm mùi nước mắm. Bãi này mà bò lá lốt. Lớn không cay không? Không, bò lá lốt là phóng được đầy dễ vậy. Có à. Mày cái chiên cho giòn á. Dài ngon. Gì gai mà. Ăn cao vô không ngán. Ăn hết nó được về nha. Mốt mình phải kiếm con gì mà hấp dẫn lên. Phóng cái nhịn, người ta nhịn với cay. Dài. Mang cái dao vô không ngán nữa. Cứ dầm tệ như đám luôn. Chùi góc quá. Có nhường không vậy? Nhường á. Đổi. Đổi 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 đổi. Ăn hết được về. Thôi về đủ rồi. Dài. Ăn cà chua rồi vô nè. Chắc này nãy chiên lúc mà nó giòn ăn mới ngon quá ha. Giải ngộ quá ha. Ngon à, dài. Bạn tới à. Gì ăn gì xong. Xong xong. Bóng cho dễ vô rồi ngồi ăn. Thôi video xin kết thúc đây nha mọi người. Dầm phải ngồi ăn cho hết mới được. Hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Tạm biệt mọi người.